có chiếu được nha. Rồi. Đó, các bạn thấy thì đó sẽ là Best Speaking và trình độ của nó sẽ là tương đương với hình thức B1 và cái format mà mình theo đó là kỳ thi Best của cái khung ngoại ngữ ở châu Âu thôi các bạn ha. Rồi, thì về cái hình thức của cái bài thi của mình nó sẽ có 4 phần chính nha các bạn. Phần thứ nhất mình gọi là Introductory Phrase. Rồi, phần thứ hai mình gọi là Individual Long Term. Và phần thứ ba thì mình gọi là Collaborative Task. Và phần thứ tư thì mình sẽ gọi là discussion nha các bạn. Thì tương tự như vậy thì ở phần số 1 á, thì ở cái phần này tức là giám khảo sẽ hỏi các bạn khoảng tầm 5 cho đến 6 câu về các bạn ha. Ví dụ như là các bạn tên gì, các bạn ở đâu, các bạn bao nhiêu tuổi hoặc là các bạn thích cái gì chẳng hạn. Đó thì những cái câu hỏi thuộc dạng warm up như vậy thôi để cho các bạn có thể là tự tin mà mình nói ha, giống như là lúc mà mình khởi động vậy các bạn ha. Rồi còn phần thứ hai đó là individual long term. Phần này thì các bạn sẽ nói cá nhân nha. Phần này tức là mình sẽ nói cá nhân. Thì các bạn sẽ được yêu cầu tả một cái bức tranh trong vòng 1 phút và các bạn sẽ không có thời gian chuẩn bị như các bạn nha. Cho nên là mình phải cố gắng mình luyện tập trong cái thời gian là 1 phút cho nó quen để mình có thể tả được một cái bức tranh cho nó nhuần nhuyễn ha. Rồi phần thứ ba mình gọi là collaborative task, có nghĩa là lúc này các bạn sẽ thi theo theo cặp, hai bạn sẽ nói chuyện với nhau nha, hai bạn sẽ nói chuyện với nhau và giám khảo sẽ đưa cho các bạn một cái chủ đề nào đó và các bạn sẽ discuss về, tức là mình sẽ thảo luận về cái chủ đề đó trong vòng khoảng 3 phút ha. Rồi và phần cuối cùng mình gọi là discussion, thì cái phần này á, thì giám khảo sẽ hỏi chung cho các bạn khoảng 2 câu hỏi và sau đó thì các bạn sẽ làm gì? À mình thảo luận coi cái câu hỏi, mình nói về cái câu hỏi đó ha. Ví dụ như là giám khảo nói là ồ các bạn hãy nói về những cái thể loại nhạc các bạn thích chẳng hạn, thì bạn A nói là mình thích pop, mình thích rock hoặc là mình thích country music này kia, rồi bạn A lại hỏi còn bạn B nghĩ như thế nào, còn B mày nghĩ như thế nào, không bạn B sẽ trả lời thì ta cũng thích pop, thích rock gì đó, thì nó sẽ là thuộc dạng discussion như vậy và chỉ là trình độ B1 thôi, cho nên là cái ngôn ngữ ha các bạn ha nó sẽ khá là đơn giản, nó yêu cầu các bạn chỉ có thể nói sao các bạn nói cho giám khảo hiểu và có khả năng tương tác với bạn mình là chủ yếu ha. Đó thì đó là 4 phần ở trong cái bài thi mà các bạn sẽ trải qua. Như vậy ở trong cái bài số 1 thì mình sẽ học chủ yếu về những cái cách mà mình sẽ trả lời cho những cái câu hỏi ở trong phần số 1 ha. Rồi sau đó đến buổi số 2 thì các bạn sẽ học về cái kỹ năng để các bạn có thể thực hiện một cái bài nói cá nhân để mà mô tả tranh ha. Rồi xong đến buổi số 3 thì các bạn sẽ có thời gian để mình học những cái kỹ năng để mình thực hành một cái nói một cái đoạn hội thoại và sau đó mình discuss những cái câu hỏi theo sau cái đoạn hội thoại này ha. Nhớ là lúc nào cái chủ đề của cái phần số 3 và cái phần số 4 nó cũng giống nhau nha các bạn nha. Đó. Rồi, và khi mà trải qua 4 cái phần thi như vậy thì cái tiêu chí chấm điểm như sau nha các bạn nha, tức là giám khảo sẽ dựa vào những cái tiêu chí sau để chấm điểm cho các bạn. Thứ nhất đó là việc các bạn sử dụng chính xác ngữ pháp ha các bạn ha, và cũng như là cái vốn từ vựng của các bạn nó có phong phú hay là không, các bạn có sử dụng được những cái từ từ vựng khó và ít biết đến không, hay là các bạn chỉ sử dụng được những cái từ vựng thông thường thôi, thì đó là cái tiêu chí số 1. Và cái tiêu chí số 2 đó là sẽ là về pronunciation, tức là cái cách phát âm của các bạn, yêu cầu cái cách phát âm của các bạn sao nó không cần thiết là nó phải giống như người bản xứ, như người Anh, người Mỹ hoặc là người Úc đúng không các bạn, nhưng mà các bạn phải nói làm sao mà to rõ để cho giám khảo có thể nghe và hiểu được các bạn là chủ yếu ha. Rồi còn phần số 3 thì cái tiêu chí chấm số 3 nó sẽ là interactive communication, tức là các bạn khi mà các bạn nói các bạn có khả năng tương tác với lại là cái partner của các bạn đúng không, tức là cái người thi cùng các bạn đó. Ví dụ bạn hỏi là bạn nghĩ như thế nào về cái này điều này chẳng hạn, bạn có đồng ý với tôi không, hay là bạn có nghĩ đây là một ý kiến hay không. Như vậy thì khi mà các bạn có khả năng sử dụng được những cái câu hỏi như vậy ở trong tiếng Anh thì cũng xem như là
Các bạn có kỹ năng gì các bạn? Tương tác ha, đó là phần số 3 thì nó sẽ nhấn mạnh đến cái kỹ năng này. Và cái tiêu chí chấm điểm thứ tư của mình đó về về discourse management, tức là cái khả năng mà các bạn sử dụng những cái từ nối ở trong tiếng Anh, ví dụ như là and, or, but, rồi however, rồi này kia ha, để mình làm gì các bạn? Liên kết cái ý lại với nhau nha, hoặc là các bạn liên kết những cái câu hoặc là những cái từ của mình lại với nhau để tạo ra cái sự liên kết, thì cái bài nói của các bạn thì nó sẽ có được cái sự mạch lạc nha các bạn ha. Rồi đó là về cái hình thức thi của mình, các bạn có cái câu hỏi nào không các bạn ha? Đó là về cái hình thức thi cũng như là cái tiêu chí chấm điểm, các bạn có câu hỏi gì không? Dạ không ạ. Rồi, trước hết nắm được cái hình thức thi chưa các bạn? Mấy điểm là đạt hả? Thường thì phần thi này tối đa thì mình sẽ có 25 điểm thôi các bạn ha. Và tầm hình như là 25 thì để cô coi lại thử coi. Nói cho quen ha. Đậu B1 thì như cô được biết thì là tổng 4 môn thì sẽ là 4 tổng 4 môn thì nếu các bạn đủ 85 điểm thì sẽ đậu ha. Đó, tổng 4 môn là 85 nha các bạn nha, không có điểm liệt. Nhưng mà nếu ví dụ một môn các bạn mà bị không điểm hoặc là các bạn bỏ thi gì đó thì chắc chắn là mình không thể nào đủ được 85 điểm để đậu hết ha. Đó, cho nên lưu ý nha. Rồi, còn câu hỏi nào nữa không các bạn? Phần số 1 với phần số 2 thì thường là giám khảo sẽ hỏi những cái câu hỏi sao các bạn nó tương đối là nó dễ, và chủ yếu là các bạn theo hình thức thì theo hình thức gì? Cá nhân nha. Còn đến phần số 3 và phần số 4 thì nó sẽ là thi theo cặp ha các bạn ha. Cho nên là cố gắng là mình sẽ tìm một cái partner nào đó mà thi cùng phòng với mình để các bạn có thể là mình tập nói trước nha. Thi trong phần mình học thì có trong phần mình học và cũng có phần ở ngoài nữa em ha, chứ không phải là toàn bộ là trong cái phần mình học, tại vì là mình chỉ học có 5 buổi thôi và chủ yếu là luyện tập cho các bạn để kỹ cái kỹ năng làm bài, để các bạn biết cách mà các bạn làm bài, cho nên là mình sẽ không thể nào bao quát hết được tất cả mọi chủ đề ha, cho nên là mình chỉ đi vào những cái chủ đề chính và dạy cho các bạn biết cái cách để sau này khi mà các bạn thấy cái dạng bài như vậy thì các bạn đều biết cách làm nha, nha Đoan. Bao giờ thi? Câu này thì chắc là khi nào mà bên trung tâm có thông báo thì chắc sẽ thi thôi, nhưng mà tầm chắc cũng phải là khi nào mà dịch tạm ổn này em ha, thì lúc đó mình mới đến tính đến chuyện thi trực tiếp được ha, chứ là chứ mình chưa có chuyện thi online em nha. Là quên hết sao? Quên hết thì ôn lại ha, không sao. Thì nói chung là khi mà các bạn đã biết cách làm rồi thì các bạn thì dễ thôi. Hai điểm lần em nha. Tức là môn nói thì nó sẽ là 25 điểm ha. Môn nghe thì nó cũng 25 điểm. Môn đọc 32 điểm và môn viết sẽ là 40 điểm em nha. Đó là cái trọng số điểm ở trong cái bài thi của mình ha. Nhưng mà ví dụ như là em không em bỏ thi một môn là coi như không thể nào đủ điểm được đâu nha, cho nên là mình phải cố gắng ha. Rồi có câu hỏi nào không các bạn? Còn mà có thể tạo điều kiện để cho K39 ra trường được không thì cái này cũng phải đợi thời thế nữa em ha, nếu mà dịch ổn thì mình mới có thể tiến hành thi sớm được nha.
Rồi nhớ các bạn ha, tổng 122, điểm đạt là 85 trên 122 nha. Học online đề thi có dễ hơn không? Học online cái này thì trước giờ đề vẫn vậy em ha, đề các bạn học trực tiếp hay học online thì nó sẽ có một cái format như vậy, và cái cách làm thì chị cũng có như vậy, cho nên là các bạn phải cố gắng nắm được cái cách làm bài ha, thì sau này cái bài nào làm cũng được. Speaking thì chủ yếu là mình có trên cái slide này thôi các bạn nha, cho nên là mình chịu khó để mình có thể là mình đăng nhập vào rồi các bạn xem những cái câu hỏi ở trong này, thì các bạn nên là luyện tập trước đi nha. Chứ hình như là cô có thể nhớ là trung tâm không có in cái quyển đề cương speaking ra thì phải, tại vì nó thiên về cái kỹ năng hơn là cái bài mẫu đó các bạn ha, cho nên là không có cái đề cương này. Em rồi thì ở đây thì như các bạn thấy thì cái phần 1 á nó tầm khoảng 2 phút nha các bạn, đó là trong điều kiện lý tưởng nếu mà câu nào các bạn cũng trả lời nhanh nha, nhưng mà thường tầm lúc mà các bạn thi á nó phải tầm khoảng 4 phút đến 5 phút ha các bạn ha, lúc mà mình nói thì trong phần này what you do các bạn sẽ làm cái gì, đó là answer the examiner questions giving factors or personal information, các bạn sẽ trả lời tất cả những cái câu hỏi đến từ giám khảo, và các bạn sẽ đưa ra những cái thông tin cá nhân của các bạn, ví dụ giám khảo hỏi bạn là how old are you, where you from, what's your name, can you spell your name, các bạn có thể đánh vần tên của mình được không, đúng không, các bạn bao nhiêu tuổi, what you do, các bạn làm gì chẳng hạn, thì những cái câu hỏi như vậy, hoặc là Where do you live? Bạn đang sống ở đâu? Thì chủ yếu là những cái câu hỏi dễ như vậy thôi nha. Và nó chỉ là trình độ B1 thôi, cho nên là yêu cầu các bạn sao các bạn? À không phải là phải nói mà sử dụng được những cái cấu trúc hoặc là những cái ngôn ngữ cầu kỳ, mà các bạn chỉ cần nói sao đúng cấu trúc của câu và đúng ngữ pháp là ok rồi nha. Rồi và ở cái cột thứ hai thì các bạn sẽ thấy xem là what it test, nó kiểm tra cái gì? Đó là ability to interact in general and social situation, cái khả năng các bạn có thể làm gì, tương tác nói chung ha, và cái khả năng mà các bạn làm gì, tương tác trong những cái tình huống xã hội, đúng không các bạn, ví dụ như là khi mà có ai hỏi mình những cái thông tin cơ bản thì mình biết cách mình trả lời kiểu như vậy. Rồi và đây thì trong phần số 1 á các bạn, lúc nào ở trong cái bài thi của mình nó cũng sẽ có hai phần chính nha. Phần số cái phase 1 tức là cái giai đoạn số 1 á thì giám khảo sẽ hỏi các bạn cái gì? What's your name? Bạn tên là gì? What's your surname? Họ họ hay tên các bạn, surname là gì? Họ của các bạn là gì ha? Rồi hoặc là what's your first name? Cái tên của các bạn là gì kiểu như vậy, how do you spell it, các bạn đánh vần cái tên của mình như thế nào, how old are you, các bạn bao nhiêu tuổi rồi, where do you live, bạn sống ở đâu ha, hoặc là who do you live with, bạn sống với ai chẳng hạn, thì đó là những cái câu mà thường là giám khảo hay hỏi lúc mà mở đầu tiên ha các bạn ha. Rồi và sau khi qua cái giai đoạn 1 đó đó, tức là qua cái phase 1 đó thì sẽ đến cái phase 2, tức là giai đoạn số 2 thì giám khảo sẽ hỏi các bạn những question of different topics, tức là những cái câu hỏi về những cái chủ đề sao các bạn khác nhau, ví dụ hỏi về everyday life, cuộc sống hàng ngày của các bạn ha, về free time tức là về cái thời gian rảnh của các bạn thường làm gì chẳng hạn vậy, where you live, các bạn sống ở đâu, things you like, những thứ các bạn thích hoặc là không thích chẳng hạn ha. Rồi hỏi về cái việc học tập của các bạn, hỏi về cái holiday, cái kỳ nghỉ của các bạn, về food and drinks hoặc là về internet, vân vân thôi các bạn ha. Tức là cái chủ đề thì nó sẽ nhiều ha. Chỉ có cái giai đoạn 1 thì những cái câu hỏi cơ bản vậy sẽ được hỏi. Còn câu số 2 thì thường là sẽ hỏi những cái câu hỏi của những cái chủ đề khác nha các bạn nha. Rồi bây giờ các bạn thử ví dụ hỏi what's your name hay là what's your surname thì các bạn biết trả lời đi ha. Surname là gì các bạn? Surname thì nó bằng với dạng là gì? À last name nha. Surname thì nó bằng với last name, nghĩa là
họ của các bạn đó nha, họ của các bạn. Còn khi nào cô hỏi là what's your first name thì lúc này các bạn mới trả lời cái gì các bạn, cái tên của các bạn ha. Đó rồi, spell, how did you spell it, biết đánh vần chưa? Ví dụ như là đánh vần A, B, C, D gì đó đúng không? Ví dụ tên Trang chẳng hạn thì các bạn, what's your first name? My name Trang, right? What's your surname? My surname is Nguyễn chẳng hạn ha các bạn ha. Rồi ví dụ câu hỏi tiếp là how do you spell it? Thì các bạn sẽ đánh vần sao? Ngyen chẳng hạn, đúng không? Đó. Thì đó là cái cách mà các bạn trả lời cho cái câu phần số 1, nó sẽ đơn giản như vậy nha. Rồi giờ cô thử hỏi thử xem là có trả lời được không nha. Rồi Duy thử nào Duy. Đó. Nhiều quá đúng không? Rồi bây giờ như thế này ha, thì thường là trong cái câu này các bạn nhớ là mặc dù cô hỏi your name, what's your name hay surname gì thì nhớ là trả lời cho cô một cái câu đầy đủ nha. Ví dụ như các bạn nói là am gì 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 đó đúng không, hoặc là các bạn có thể sử dụng là my name is gì 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 đó nha, chứ đừng có trả lời là ví dụ như là what's your name Trang rồi xong. Cái câu hỏi như vậy thì nó sẽ không có đạt được cái mục đích giao tiếp, và nó cũng không là truyền đến cho giám khảo biết được là các bạn có khả năng nói một cái câu hoàn chỉnh như các bạn nha. Cho nên là thường hỏi thì nhớ là trả lời full sentence, tức là một cái câu hoàn chỉnh. How old are you? Các bạn bao nhiêu tuổi rồi? Am 21 years old, 22 years old, 23, 24 gì đó ha. Rồi, where do you live? Đó, thì những cái câu như vậy. Rồi bây giờ đó là những cái câu mà ở giai đoạn 1 nha. Bây giờ mình qua đến những cái chủ đề câu hỏi của những cái chủ đề khác nhau của giai đoạn 2 nha các bạn. Đây. Rồi ví dụ hỏi về everyday life, hỏi have you got a favorite subject? What subject do you study? How do you get to school every day? Do you think that English will be useful for you in the future? Hoặc là về chủ đề free time thì các bạn sẽ có những câu hỏi như what do you do in your free time? What did you do last weekend? What are your plans for this weekend? And do you have any hobbies? What do you like doing after school? And what activity do you enjoy doing on holiday? Okay. Rồi bây giờ các bạn nhìn qua một cái list của những cái câu hỏi này thử nha. Xem là các bạn đã hiểu được tất cả những cái câu hỏi và mình biết cách đọc những cái câu hỏi này chưa các bạn ha. Hả các bạn, có câu nào không trả lời được không? Không ai trả lời hết, có nghĩa là câu nào cũng trả lời được hết hả? Why English subject? Because I want to talk to foreigners and find out about their cultures. Okay. Rồi câu này cái ý thì ok rồi, nhưng mà sự là yes, of course, đúng không? Hoặc là thay vì trả lời cái này ha các bạn ha, thì các bạn sẽ trả lời sao?
Absolutely, yes. Đó là cái câu mà đầu tiên là các bạn trả lời coi là các bạn có cái môn học yêu thích nào hay không ha. Rồi sau đó thì các bạn sẽ mở rộng cái câu trả lời của các bạn. Ví dụ các bạn hay là ví dụ I enjoy, thay vì các bạn nói là English subject, mình không có dùng English subject ha, I like English thôi cũng được. Ví dụ như là I enjoy learning English chẳng hạn. Em rất thích học tiếng Anh ha. Rồi. Because I want to talk to foreigners and find out about their cultures. Cái vế sau ok rồi em ha. Because I want gì đó. Đây là một cái ý ha. Yes, of course, I enjoy learning English hoặc là I like English là được em ha. Đừng đừng dùng từ subject như sau nha. Thay vì từ enjoy thì các bạn ví dụ như là có cái câu nào mà có từ favorite á thì các bạn có thể sử dụng nữa là mình paraphrase nó lại, đó là I really like chẳng hạn, hoặc là I love, hoặc là really like, I love cũng được ha các bạn ha. I really like English, I really like math hoặc là physics chẳng hạn. Các bạn thích một cái môn vì cái gì các bạn? Có thể là vì gì? À cái môn đó nó dễ chẳng hạn, hoặc là vì gì? À vì teachers của môn đó rất là gì các bạn? Rất là vui chẳng hạn, thì các bạn nói như sao? Ví dụ các bạn nói I love literature chẳng hạn, các bạn thích học văn chẳng hạn. Thì các bạn nói như sao? I love literature. Because this subject is so easy to learn chẳng hạn, hoặc là is so interesting to learn ha các bạn ha. Đó. Như vậy nha. Rồi từ từ đợi cô xíu để cô add cái bạn bạn của bạn Phương gì vào lớp đã rồi cô nhờ gõ tiếp ha. Thôi, bây giờ cô ghi thử câu nha. Well, cái này là cái từ đệm á các bạn, ở trong tiếng Anh á thì nó có nghĩa là thì là gì đó ha. Well, các bạn có thể dùng từ này luôn, my favorite subject is my favorite subject is gì đây em? Liên ơi em mở cái bảng ra chứ cô truyền tất cả các bạn đều thấy mà sao em không thấy? Em phóng to nó ra xem nào. Yeah, well, my favorite subject is gì đó, các bạn thích cái môn gì thì các bạn điền vào trong này ha. Because I find it. So vậy các bạn, ví dụ như chỗ này nè thì các bạn nói là so interesting hoặc là so easy gì đó, hoặc là thêm một cái tính từ khác ha, to learn chẳng hạn đó. Em môn học yêu thích của em là môn gì đó bởi vì em thấy nó rất là thú vị hoặc là rất là dễ để học nha. Rồi what subject, khi mà hỏi đến cái câu số 2 đó các bạn, what subject do you study, các bạn học cái môn gì chẳng hạn, thì em nói là oh there's a lot of subject, không, em học rất là nhiều môn. Một xíu nha.